Theo hãng tin Bloomberg, cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Pháp cho biết đã mở cuộc điều tra khi nhận được đơn khiếu nại hồi tháng 5. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những cơ sở khiếu nại cũng như lộ trình công bố phán quyết về vấn đề này. Người phát ngôn của cơ quan có trụ sở tại Paris cho biết, đặc biệt thận trọng với công ty đó, TikTok. TikTok chưa phản hồi thông tin về sự việc với Bloomberg. Tháng 6 năm nay, các quan chức bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu cam kết sẽ phối hợp tiến hành điều tra, nếu có, về công ty của Trung Quốc sau khi Ủy ban Dữ liệu của Hà Lan trong tháng 5 thông báo đang tiến hành điều tra chính sách bảo vệ dữ liệu trẻ em của TikTok. Cơ quan giám sát dữ liệu của Vương quốc Anh cũng tiến hành một cuộc điều tra tương tự. Trong lúc này, TikTok còn đang đối mặt với sức ép gia tăng tại Mỹ. Tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp có hiệu lực sau 45 ngày kể từ khi ban hành, cấm các công ty Mỹ giao dịch với công ty mẹ của TikTok là ByteDance vì những nguy cơ an ninh quốc gia. Hiện tại, tập đoàn Microsoft đang trong quá trình đàm phán để thâu tóm mảng hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. TikTok vẫn luôn bác bỏ chuyện công ty này bị chính phủ Trung Quốc kiểm soát, cũng như chuyện dữ liệu cá nhân của người dùng ứng dụng bị xâm phạm.